Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc máy làm sữa đậu nành của hãng Chipes, có tên là Soy Bella. Đây là chiếc máy làm sữa đậu nành tự động. Sản phẩm này là sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ EU, cụ thể là Đức. Trong gói chúng ta sẽ có phụ kiện để các bạn lọc sữa đậu nành, có chia vạch này, đây là lưới lọc. Sách hướng dẫn sử dụng đi kèm. Phụ kiện này để các bạn gì ạ? Vệ sinh. Chúng ta có dây nguồn cắm theo chuẩn của Đức. Đây là chiếc máy làm sữa đậu nành của chúng ta. Đây là thông số của sản phẩm. Soy Bella SB132, mã của sản phẩm. Chipes là công ty của Mỹ. Về cấu tạo thì chúng ta thấy chỗ này là cắm điện này. Còn phần trên này có thể cái nắp có thể mở ra. Mở ra. Thì trong này có những cái gì? Trong này là cái bồn để các bạn đun nấu. Bên này là inox. Phần này là phần tiếp điện để lên cái phần động cơ xay. Đây là phần động cơ xay. Có cái lưỡi dao. Khi mà các bạn chạy thì nó sẽ xay nát cái hạt đậu nành ra. Phần trên thì có cái phần điều khiển. Đây là tắt mở này. Ở đây là cái chức năng là làm sữa hay là nấu cháo. Cái này cụ thể thì các bạn sẽ đọc hướng dẫn sử dụng. Để sử dụng thì các bạn sẽ tùy vào là chúng ta làm sữa đậu nành hoặc là nấu cháo thì chúng ta sẽ chọn cái mắt lưới phù hợp. Ví dụ ta làm sữa đậu nành thì ta dùng mắt lưới này. Và các bạn để hạt vào đây. Để hạt đây và sau đó các bạn sẽ gì ạ? Dựa cái nước ở đây bạn gài vào đây này. Đã xong. Thì cái hạt nó sẽ ở trong này và nó được xay nát ra. Sau đó thì cái chất này sẽ dựa vào cái lưới này ra ngoài để tạo thành sữa bạn. Và các bạn sẽ gì ạ? Gắn vào đây và bật công tắc lên. Ví dụ đây đang làm sữa thì bạn bấm vào mưu. Được chưa? Còn tương tự vậy, nấu cháo thì các bạn lại tháo cái này ra. Và lắp cái lọc cháo vào. Ok, vậy là xong. Và các bạn bấm vào nút mute để nấu cháo. Mọi thứ nó sẽ tự động hết. Và khi xong thì các bạn có thể lấy cái này để đựng cháo là sữa này. Cái phụ kiện này thì sẽ giúp các bạn để xay trực tiếp bằng cách các bạn gắn vào đây. Là chúng ta sẽ xay ở đây và sẽ lấy được đồ ra. Rất là tiện. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy làm sữa đậu nành tên Soy Bella của hãng Chipes, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.